Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề là công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một tỉnh Tây Nguyên nơi có rất đông các dân tộc anh em sinh sống. Vì thế, đời sống kinh tế, văn hóa và tinh thần rất đa dạng và phong phú. Do đó, ngành thể thao thành tích cao cũng hưởng lợi từ nguồn lực này. Và trong những năm qua thì Đắk Lắk của chúng ta cũng đã sản sinh ra rất nhiều vận động viên ưu tú phục vụ cho các đội tuyển của thể thao của tỉnh cũng như của quốc gia. Có thể kể đến như là thủ thành đội U23 Việt Nam Elinie, tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Tuấn Tài và vận động viên đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Trinh và võ sĩ kích boxing Trương Đình Hoàng. Bên cạnh đó còn có nhiều vận động viên ưu tú khác đến từ các môn như điền kinh, kích boxing hay bắn cung. Để có được những sản phẩm ưu tú này thì có thể nói ngành thể thao của chúng ta và bản thân của các vận động viên cũng đã phải nỗ lực rèn luyện và phấn đấu cực kỳ là gian khổ. Và trước khi đến với chuyên đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ba vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phụ trách mảng thể thao. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk. Và xin trân trọng kính giới thiệu ông Nay Tiểu Nam, Phó Phòng Đào tạo và Huấn luyện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì một lần nữa thì anh Tuấn xin cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian đến với trường quay ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng đến với cuộc tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay, xin ba vị khách mời chúng ta cùng hướng vào màn hình để theo dõi phóng sự sau đây. Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, được thành lập theo quyết định số 286 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trên cơ sở tổ chức tại Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao. Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao có chức năng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao của tỉnh, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, tham gia thi đấu các giải khu vực, quốc gia và quốc tế, tổ chức thi đấu các giải thể thao của tỉnh và quản lý khai thác các dịch vụ thể dục thể thao. Cơ cấu tổ chức gồm có 7 phòng chuyên môn, phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán tài vụ, phòng tổ chức thi đấu và dịch vụ, phòng đào tạo và quản lý huấn luyện, phòng quản lý các môn bóng, phòng quản lý vận động viên và phòng quản lý văn hóa phổ thông. Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao luôn chủ động bám sát nội dung chương trình công tác, các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện trong tình hình vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo tiến độ công việc được giao. Thực hiện kế hoạch năm 2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị được giao huấn luyện gồm 14 môn thể thao, điền kinh, cử tạ, boxing, kickboxing, võ cổ truyền, karate, bắn súng, bắn cung, đua thuyền, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền, bóng đá. Tổng số có 336 vận động viên, được tập trung vào các đội tuyển quốc gia 12 vận động viên, kiện tướng quốc gia 12 vận động viên, cấp 1 quốc gia 27 vận động viên. Các môn cá nhân đã tham gia 11 giải, đạt được 32 huy chương các loại, gồm 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 20 huy chương đồng. Vâng, chúng ta vừa đến với phóng sự ngắn của chúng tôi thực hiện về Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk. Và qua phóng sự này thì phần nào sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Thưa ông, hiện nay thì ngành của chúng ta đang đẩy mạnh các môn thể thao mũi nhọn, trong đó là có boxing, kickboxing, điền kinh, kéo co, và mới đây chúng ta cũng có thể nổi lên đó là môn bắn cung, cũng có nhiều vận động viên góp mặt trong các đội tuyển quốc gia và cũng đã gặt hái khá nhiều thành công ở các sân chơi trong nước cũng như là quốc tế. Và
nhiều môn, như chúng ta đã biết là nhiều môn cũng đã mang lại nhiều thành tích cao như thế, thì trước xu hướng phát triển như hiện nay thì ngành của chúng ta đã có những chỉ đạo và định hướng như thế nào để giúp trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên của tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có những cái sản phẩm tốt để phục vụ cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà cũng như là của quốc gia. Để đầu tư phát triển lĩnh vực thể thao thì trước tiên là ngành đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025. Thì trên cơ sở kế hoạch mà đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt thì sở sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết các cái nhiệm vụ trọng tâm để phát triển thể thao, đặc biệt thể thao thành tích cao. Thứ nhất là ngành tập trung công tác đào tạo tại trung tâm đào tạo huấn luyện thi đấu thể dục thể thao. Hiện nay thì công tác đào tạo ở trung tâm đào tạo thi đấu thể thao thì các cái môn mà thế mạnh chúng ta đào tạo ở các lứa tuổi, thì từ đó là sẽ có nguồn vận động viên cho các cái đội tuyển của tỉnh tham dự các cái giải quốc gia, cũng như là bổ sung những lực lượng vận động viên cho đội tuyển quốc gia. Thứ hai là tập trung là tham mưu đề nghị ban tỉnh ủy quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho công tác đào tạo huấn luyện thi đấu, thì đặc biệt là sở là cũng thường xuyên là hàng năm là xin với bộ cũng như tổng cục là đăng cai các cái giải quốc gia đây để nhằm cho lực lượng vận động viên của chúng ta có cái điều kiện để cọ sát thi đấu. Vâng, cảm ơn ông Lê Phúc Long. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk kể từ đầu năm 2022 đến nay thì có rất nhiều giải đấu trẻ cũng như là các giải vô địch quốc gia được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Và đây là một cái tín hiệu rất là vui trong quá trình mà nỗ lực của ngành thể thao của chúng ta trong việc đẩy mạnh và phát triển hơn nữa trong việc gặt hái được nhiều thành công của các bộ môn tại các sân chơi trong nước và cũng như là trong khu vực. Thưa ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thao Đắk Lắk, là người làm công tác quản lý và gắn bó với thể thao Đắk Lắk là tương đối là lâu, và hiện nay thì ông cũng đang phụ trách về đội câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk thi đấu tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Có thể nói rằng trách nhiệm và nhiệm vụ nó rất là sức ép rất là đối với ông. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo trong cái kế hoạch đào tạo và huấn luyện cho các vận động viên tại trung tâm của chúng ta. Như thế thì trong thời điều kiện như hiện nay thì những cái thuận lợi và cái khó khăn trong việc đào tạo và huấn luyện các vận động viên của trung tâm như thế nào? Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Thì như chúng ta đã thấy, khi thể thao thành tích cao của Đắk Lắk trong những năm qua thì đã có những cái tiến bộ cũng như có những cái thành tích nhất định trên đấu trường quốc gia cũng như đấu trường quốc tế. Đó là một cái thành quả đem lại trong một cái quá trình huấn luyện, chứ không riêng gì trong ngày 1, ngày 2 mà chúng ta có. Thì về những cái thuận lợi, thì thuận lợi ở đây là chúng tôi đầu tiên muốn nói đến cái sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, đặc biệt là đối với lãnh đạo sở, đối với trung tâm, rất là sát sao trong việc chỉ đạo. Bên cạnh đấy là con người của vùng Tây Nguyên có những cái tố chất đặc biệt riêng để phát triển những môn thể thao có thế mạnh riêng đối với cái đặc thù của vùng miền. Và cái thuận lợi nữa là khi chúng tôi tuyển chọn thì đã thông suốt được từ cái khâu tuyển chọn từ lứa tuổi nhỏ cho đến lứa tuổi trung và sau đó lên cái lứa tuổi đội tuyển để thành tích cao. Và cái quá trình huấn luyện là cũng đã được bàn bạc kỹ và thông suốt từ một cái hệ thống từ nhỏ cho đến lớn, cho nên là các cháu, các vận động viên của chúng ta khi trưởng thành dễ nắm bắt được những cái điểm mạnh, những cái để phát huy tối đa với cái thành tích thể thao của mình. Còn về những cái khó khăn thì như chúng ta đã biết, thì cái này thì cũng qua thực tế là chúng tôi thấy là về cái thứ nhất là cái tác động của môi trường xung quanh. Ở đây tôi muốn nói đến là môi trường xã hội. Bởi vì ngoài những cái tổ chức của vận động viên các tuyến chúng ta tuyển chọn thì chúng ta còn đâu đó vẫn thất thoát đi tài năng rất là nhiều. Ở cái chỗ là các trung tâm lớn bây giờ gần như không có giới hạn, như trước đây là tỉnh nào tập luyện đội tuyển tỉnh đó, mà các trung tâm lớn sẵn sàng đi săn đón và tuyển chọn những cái
vận động viên mà có năng khiếu ban đầu, có tố chất tốt để vào trung tâm họ đào tạo thì đó là về khó khăn về bước tuyển chọn. Về vấn đề thứ hai là về môi trường tập luyện. Trong quá trình mà để phát triển một vận động viên thì chúng ta cần nhiều yếu tố, trong đó cái môi trường tập luyện cũng rất là quan trọng để mà phát triển một vận động viên thành tích cao. Môi trường tập luyện thì bao gồm sinh hoạt, ăn ở và cái cơ sở vật chất để tập luyện. Thì hiện nay như chúng ta đã thấy thì về cái cơ sở vật chất, về cái điều kiện dinh dưỡng và chế độ thì chúng tôi phải ghi nhận rằng là tỉnh đã có một sự nỗ lực cố gắng để tạo điều kiện cho vận động viên có những cái chế độ cơ bản là tốt so với mặt bằng chung của các tỉnh lẻ, đối với tỉnh lẻ như chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, để mà hoàn thiện hơn, để đẩy nhanh cái quá trình tiến bộ hơn của vận động viên thì ngoài cái điều kiện dinh dưỡng còn môi trường tập luyện và môi trường sinh hoạt. Thì hiện nay chúng tôi đang khó khăn ở cái môi trường sinh hoạt cũng như là cái môi trường tập luyện. Ý tôi muốn nói là đến cái cơ sở vật chất để ăn ở sinh hoạt cho vận động viên, cũng như là cái điều kiện cơ sở vật chất để trang thiết bị hỗ trợ trong quá trình vận động viên tập luyện từ trẻ cho đến thành tích cao. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Hòa. Các bạn có thể thấy rằng là các vận động viên cũng như là đội ngũ quản lý cũng như là đội ngũ huấn luyện viên của chúng ta cũng đang gặp bên cạnh rất là nhiều thuận lợi như thế thì chúng ta cũng gặp khá là nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện cũng như là ông Nguyễn Xuân Hòa chia sẻ là cái môi trường xã hội đã tác động như thế nào trong việc mà chúng ta mất đi cái nguồn vận động viên trẻ mà nơi mà hiện nay thì các địa phương đang cạnh tranh rất là quyết liệt, đặc biệt là các trung tâm lớn. Thưa ông Nay Chủ Nam, trước tình hình như thế thì phòng đào tạo và huấn luyện của chúng ta sẽ làm như thế nào để thu hút được các vận động viên trẻ năng khiếu có thể về tập luyện tại trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao Đắk Lắk ạ? Thứ nhất là xin chào quý vị khán giả. Thì để thu hút cái lứa vận viên trẻ về cho trung tâm đào tạo Đắk Lắk thì hàng năm phòng đào tạo huấn luyện có làm hai cái chương trình để tuyển chọn các vận viên, một là vào đầu năm và hai là vào giữa năm, theo những cái nguồn từ các địa phương, các cái đội tuyển phong trào hoặc là các cái giải của tỉnh được tổ chức, và cái lực lượng để bổ sung dồi dào nhất là về cái hội khỏe hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là hai cái nguồn đào tạo, cái nguồn nhân lực để chúng ta tuyển chọn lựa chọn vận viên. Còn đối với công tác đào tạo tuyển chọn vận viên thì hàng năm là chúng tôi có cái xây dựng cái kế hoạch rất là cụ thể từ đầu năm từng các đội tuyển, và trong quá trình đào tạo thì chúng ta có những cái đợt kiểm tra đánh giá từng hàng quý, hàng tháng, hàng tuần đối với các đội tuyển. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Nay Tiểu Nam. Thưa ông Lê Phúc Long, với thể thao thành tích cao của chúng ta thì chúng ta cần phải có sự đầu tư về con người cũng như là về mặt tài chính, và cả hai nó sẽ hỗ trợ với nhau rất là quan trọng trong vấn đề mà chúng ta phát triển các vận động viên thành tích cao. Tuy nhiên thì với tình trạng hiện nay là nguồn kinh phí của chúng ta phụ thuộc vào ngân sách của nhà nước như thế thì chúng ta còn gặp nhiều là khó khăn trong vấn đề về mặt kinh phí để thu hút nhân tài để phục vụ cho thể thao Đắk Lắk. Trước thực trạng như thế thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của chúng ta đã có những cái kế hoạch và định hướng như thế nào để có thể thu hút nhiều hơn nữa các mạnh thường quân đầu tư vào cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk? Rõ ràng là cái thể thao chuyên nghiệp thì đòi hỏi rất nhiều về đến cái việc mà đầu tư, từ đầu tư kinh phí cho vận động viên rồi cơ sở vật chất. Thì trong những năm qua thì là ngành văn hóa thể thao du lịch cũng đã được sự quan tâm rất lớn từ tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh cho đầu tư cho phát triển thể dục thao, đặc biệt là thể thao thành tích cao. Thì như là hội đồng dân tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết về hỗ trợ, có chính sách ưu đãi đối với vận động viên thành tích cao khi đạt giải, chế độ khen thưởng. Ủy ban tỉnh cũng có quyết định về khen thưởng cho vận động viên đạt thành tích cao, rồi cái chế độ ăn nghỉ tập luyện cho vận động viên chúng ta cũng đã nâng lên rất nhiều theo cái quy định của chính phủ cũng như là của tỉnh chúng ta. Tuy nhiên nhìn về mặt bằng chung của cả nước thì là chúng ta thấy là
với việc mà đầu tư cho thể thao nói chung của tỉnh nhà cũng như thành tích cao, chúng ta là vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của sự phát triển hiện nay. Chúng ta thấy là với 100% ngân sách nhà nước thì chúng ta về cơ chế trả lương cũng như khen thưởng rồi các cái chế độ khác cho vận động viên là đều theo quy định của nhà nước. So với các cái đơn vị mà có cái nguồn xã hội hóa thì là người ta có cơ chế là thưởng cao hơn, thu hút được nhân tài hơn. Chúng ta thấy rồi, ví dụ một mùa như thế là một vận động viên nếu mà có thể là ký hợp đồng với một cái đơn vị mà có tài trợ, chúng ta có một khoản chi khác ngoài cái lương quy định của nhà nước thì chắc chắn là cái vận động viên thành tích cao người ta sẽ về và đội sẽ mạnh hơn. Chúng ta thấy vừa qua là có các cái giải đấu mà các cái đội được có cái điều kiện để thuê vận động viên. Thì từ cái thực trạng như thế thì trong năm qua thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng đã cố gắng là kêu gọi cái việc mà xã hội hóa, nhưng mà cũng thực lòng mà nói là cái kết quả nó chưa cao, vì với cái điều kiện kinh tế xã hội của Đắk Lắk chúng ta hiện nay thì việc mà kêu gọi được doanh nghiệp mà tham gia với các cái hoạt động thể thao là gặp rất nhiều khó khăn. Chính vậy chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà nước. Thì ngành cũng đã cố gắng và cũng thường xuyên là tham mưu cho tỉnh để giải quyết được vấn đề này. Thì cũng trong thời gian tới thì ngành cũng mong muốn là sẽ tham mưu an tỉnh là có thể là kêu gọi mời gọi các doanh nghiệp trong cái việc mà xã hội hóa cho lĩnh vực thể thao, đầu tư cho thể thao, đặc biệt là đầu tư cho thể thao thành tích cao, để từ đó chúng ta ngày một cái phát triển cái thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì với những cái định hướng cũng như là kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì hy vọng sẽ có được nhiều mạnh thường quân hơn, sẽ góp sức vào cho các bộ môn thi đấu đang được đào tạo tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Trong đó đặc biệt chúng ta có thể thấy các môn tập thể như là bóng đá, câu lạc bộ của chúng ta đang thi đấu tại giải hạng nhất và câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đắk Lắk của chúng ta. Thưa ông Nay Tiểu Nam, qua 2 năm dịch bệnh Covid-19 kéo dài như thế thì công tác đào tạo và huấn luyện vận động viên trẻ cũng như là các vận động viên ở các đội tuyển ở tuyến trên nó ảnh hưởng như thế nào ạ? Chúng ta mới biết rồi, cái dịch Covid-19 là không phải riêng Đắk Lắk mà toàn quốc và toàn thế giới, nhưng mà đối với địa phương chúng ta khi mà cái tình hình dịch đó, xảy ra cao điểm thì từ lãnh đạo sở tới lãnh đạo trung tâm cũng chỉ đạo rất là khát khao về vấn đề mà phòng chống dịch, và chúng ta cũng phải đảm bảo vừa phòng chống dịch mà chúng ta cũng phải đảm bảo cái sức khỏe và cái công tác đào tạo huấn luyện của các đội tuyển. Thì chúng tôi có nhiều cái phương thức, thì ví dụ như thời kỳ giãn cách thì một số vận viên mà nòng cốt thì chúng tôi vẫn cho các em tập trung tập luyện theo cái chương trình giáo án của huấn luyện viên và dạng trực tuyến. Thì chúng ta cũng gửi giáo án về cho các em tự tập ở nhà rồi theo dõi trên coi như là điện thoại này kia, rồi các vận viên sẽ là gửi thông số về cho các huấn luyện viên. Mà cái đó cái, và thứ hai nữa là trong cái khó khăn trong cái đợt dịch đó, là đối với một số vận viên trẻ thì các em nó nghỉ cái thời gian nó dài thì nó ảnh hưởng tới cái nhịp sinh học của các em, nhất là các em từ cái lứa tuổi 12-13 nó mất cái thời gian vàng của cái lứa tuổi dậy thì. Cái lứa tuổi đó rất là quan trọng trong cái phát triển từ cái lứa tuổi dậy thì lên cái lứa tuyến trẻ. Đó là rất tiếc là cái thời gian đó là chúng ta bị hụng hợp cái vấn đề đó, là nó khó khăn ở trong công tác sau này. Đó là cái khó khăn của cái công tác phòng chống dịch. Thưa ông Nguyễn Sư Hoa, giải bóng đá hạng nhất quốc gia của chúng ta cũng đã kết thúc giai đoạn lượt đi, và sắp tới thì chúng ta cũng sẽ bước vào giai đoạn lượt về. Có thể nói rằng là cuộc chiến tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia cũng rất là hết sức là căng thẳng. Và như chúng ta cũng đã biết thì trong nhiều năm qua thì Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao cũng đã
đào tạo và sản sinh ra khá nhiều vận động viên ưu tú cho câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk tham gia giải hạng nhất quốc gia. Điều này nó cũng giúp cho ngành thể thao của chúng ta tiết kiệm được một phần nào chi phí trong việc mà kêu gọi và tuyển mộ các vận động viên từ các câu lạc bộ khác về. Như thế thì ông đánh giá như thế nào về những sản phẩm ưu tú mà chúng ta đang có hiện nay, như những cầu thủ như là Ngọc Lâm, như Hổ đang khoác áo câu lạc bộ Đắk Lắk ạ? Nói chung là về cái thể thao thành tích cao, đặc biệt môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nó lại đòi hỏi ở cái mức độ kinh phí nó lớn hơn so rất nhiều các cái môn thể thao thành tích cao đơn lẻ. Ở đây nó thể hiện cái sự tác động của môi trường xã hội nó rõ rệt hơn rất nhiều so với các môn khác. Nó mang tính tập thể. Thì bên cạnh đó chúng tôi là ưu tiên hàng đầu là cái việc đào tạo trẻ và trong giới đang còn trong độ tuổi để là phục vụ cho tỉnh. Thì chúng tôi khuyến khích và mạnh dạn sử dụng những cái cầu thủ trẻ đang trong độ tuổi. Và bên cạnh đấy tôi cũng rất ủng hộ như ý kiến của đồng chí Phó Giám đốc Sở Lê Phúc Long vừa phát biểu lúc nãy, là sẽ là xin những cái cơ chế để đẩy mạnh cái việc xã hội hóa. Bên cạnh đó để chúng ta để giữ được chân những cầu thủ ưu tú. Bởi vì như chúng ta đã biết thì quy chế bóng đá chuyên nghiệp là ngoài cái tuổi đào tạo ra thì quy chế bóng đá chuyên nghiệp quy định là các cầu thủ phục vụ cho nơi đào tạo là đến năm 25 tuổi. Nhưng mà cái độ chín của cái vận động viên bóng đá nó lại rơi vào lứa tuổi 26 và 27 trong cái cuộc đời vận động viên. Đấy, theo cái khoa học đã chứng minh thì cái độ tuổi gọi là chín muồi của cái vận động viên bóng đá là vào lứa tuổi 26-27. Vậy thì sau khi vừa phục vụ chúng ta xong và đến độ chín về kinh nghiệm, bản lĩnh, tất cả mọi thứ thì bị môi trường xã hội tác động và chúng ta không còn giữ chân được nữa vì thiếu cái nguồn xã hội hóa để chúng ta giữ chân cầu thủ. Vậy thì chúng tôi lại tiếp tục đào tạo trẻ và tận dụng những gì mình đang có để thực hiện làm sao một cách tốt nhất, là cái nhiệm vụ mục tiêu hàng đầu là đội tuyển phải lúc nào cũng nằm trong cái top hạng nhất ở quốc gia. Thì bên cạnh đấy, cái công tác đào tạo trẻ chúng tôi cũng đã bàn bạc và xuyên suốt từ cái hệ thống, cũng tín hiệu đáng mừng năm nay báo cáo các đồng chí là năm nay đội tuyển trẻ của chúng ta có đến 2 đội được lọt vào vòng chung kết, trong đó là đội U11 và đội U15. Thì đặc biệt là cái đội U15 này chúng ta đã có một quá trình đào tạo, nhưng đây cũng là một cái thể hiện là một cái bước tiến trong cái công tác huấn luyện và đào tạo trẻ về riêng bộ môn bóng đá nói riêng của tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Và tiến tới trong vòng chúng tôi đã có kế hoạch trong vòng từ 3 đến 5 năm tới thì sẽ cung cấp được nhiều hơn, đặc biệt là cho cái đội tuyển hạng nhất của tỉnh ở cái kế thừa cái lực lượng này để đôn lên để thực hiện cái nhiệm vụ của hàng năm của tỉnh. Là đội tuyển Đắk Lắk hiện giờ là đang rất thiếu hụt về lực lượng kế cận. Trách nhiệm tôi thì cũng đã xác định là cũng sẽ cố gắng hết sức. Thứ nhất là tìm kiếm các cái tài năng, thậm chí là kể cả tỉnh ngoài đấy, để mà đào tạo và làm một cái lực lượng kế cận cho đội tuyển. Em đang rất là tập trung và cố gắng phát triển về mặt thể hình và thể chất ạ. Em thấy rất là vinh dự và rất là nỗ lực cố gắng trong một khoảng thời gian qua đã góp sức một phần nhỏ của mình, đóng góp vào phần nào thành công của tuyển chúng ta. Thì trong một khoảng thời gian tới thì sẽ cố gắng phát huy hơn nữa những cái nỗ lực của mình để giúp sức cho đội cử tạ đạt được thành công trong khoảng thời gian sắp tới, đặc biệt là tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc tháng 12 năm 2012. Hiện tại đã công tác ở đơn vị được 4 năm với cương vị là trợ lý của huấn luyện viên. Thì trong quá trình đào tạo luôn cố gắng để học hỏi từ các anh chị đàn anh đi trước và sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cho huấn luyện viên trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một clip ngắn nói về các tâm tư, nguyện vọng cũng như là những cái chia sẻ của các huấn luyện viên, các trợ lý huấn luyện viên cũng như là
các vận động viên ở các môn thi đấu đang được đào tạo và huấn luyện tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk. Thưa ông Lê Phúc Long, qua clip vừa rồi ông có những cái đánh giá như thế nào về cái tâm tư nguyện vọng của các huấn luyện viên cũng như là các vận động viên ạ? Chúng ta thấy là qua clip vừa rồi thì cái công tác mà giáo dục tư tưởng ở Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thi đấu Thể thao, đặc biệt là với cái điều kiện chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà cơ sở vật chất cũng như là điều kiện phí, như là ban huấn luyện cũng như là ban giám đốc Trung tâm Đào tạo đã có những cái động viên rồi là định hướng và cũng như có kế hoạch để tạo được cái môi trường cho các vận động viên chúng ta phấn đấu, như là các vận động viên phấn đấu ở lứa trẻ thì chúng ta phấn đấu để lên đội 1 của tỉnh, các vận động viên bóng đá. Thì như thế là chúng ta được tạo được một cái môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và thúc đẩy là cho các vận động viên cố gắng tập luyện làm sao đạt thành tích cao nhất và được đứng trong cái đội hình của đội tuyển đi thi đấu tại các giải quốc gia. Đây là cái thành công của ngành thể thao của tỉnh nói chung và của Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk nói riêng, và đặc biệt là cái này là các huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên cũng làm rất tốt cái việc này, động viên các cháu, các em tập luyện, thi đấu để chúng ta là ngày một phát triển. Đây là cái rất thành công của ngành. Vâng, xin cảm ơn ông Lê Phú Long. Thưa ông Nguyễn Xuân Hòa, hiện nay thì chúng ta đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Bắc Giang. Hiện nay thì qua quan sát và tìm hiểu của chúng tôi thì hai đội tuyển kéo co và đẩy gậy cũng đang được tập luyện, và đây là hai bộ môn mới tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao thành tích cao. Hiện nay thì các bạn đang rất là hăng say tập luyện để có thể đạt được thành tích tốt nhất. Ông có thể chia sẻ cho các bạn, quý vị thính giả hiểu rõ hơn về quá trình chuẩn bị của các bộ môn cũng như là đối với hai môn thể thao mới này. Với cái định hướng từ khi mà Tổng cục Thể dục Thể thao tham mưu cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa cái hai bộ môn này vào chương trình đại hội, thì chúng tôi đã có những bước tham mưu định hướng và để là đưa các cháu trở lại chương trình tập luyện với môi trường đỉnh cao để tiếp tục là phấn đấu để có những cái thành tích tốt trong cái kỳ tham dự tới tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc về hai bộ môn kéo co và đẩy gậy. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Xuân Hòa. Thưa ông Lê Phúc Long, trước những chia sẻ mà từ ông Nguyễn Xuân Hòa cũng như là ông Lê Tiểu Nam kể từ đầu chương trình đến giờ, thì ông hy vọng như thế nào về thể thao thành tích cao Đắk Lắk trên đấu trường quốc gia trong thời gian sắp tới? Trong những năm gần đây thì ngành văn hóa thể thao du lịch đã tập trung phát triển lĩnh vực thể thao nói chung, mà trong đó thể thao thành tích cao. Thì đặc biệt là như chúng ta thấy là sở là trong quy chế làm việc của sở là hàng tháng là chúng tôi có kế hoạch làm việc với Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao về công tác đào tạo huấn luyện cho các vận động viên. Thì như thế qua các cái đợt mà kiểm tra định kỳ hàng tháng như thế thì sẽ có những cái khó khăn mà trung tâm gặp trong quá trình đào tạo huấn luyện, thì để báo cáo để cho ban giám đốc giải quyết. Nếu trường hợp nào mà vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ tham mưu ủy ban tỉnh. Thì như thế là những cái khó khăn như điều kiện cơ sở vật chất này, tập luyện ăn ở thì là chúng ta xử lý. Đặc biệt là các cái cuộc kiểm tra như thế thì cũng là chỉ đạo trung tâm là những cái mà chúng ta làm chưa tốt. Đặc biệt là đối với cái huấn luyện viên thì trong cái đợt kiểm tra như thế là về phía sở cũng như trung tâm là kiểm tra toàn bộ giáo án định kỳ đối với công tác huấn luyện, và có những cái điều chỉnh kịp thời về chế độ ăn uống tập luyện của vận động viên, thì nghĩa là cái cách làm từ những cái như thế thì chúng ta sẽ nắm, nghĩa là bám sát được các cái công tác đào tạo huấn luyện thì chúng ta mới đạt được cái kết quả. Chứ nếu chúng ta không có những cái điều kiện mà kiểm tra rồi điều chỉnh kịp thời để cho phù hợp với cái tình hình thực tế thì chúng ta rất khó trong cái việc mà đạt kết quả ra trong cái điều kiện mà chúng ta rất khó khăn với cái cơ sở vật chất cũng như điều kiện kinh phí.
Thưa quý vị và các bạn, thì thông qua 30 phút vừa rồi của chương trình thì chúng ta có thể hiểu được rằng là công tác đào tạo, huấn luyện các vận động viên tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Vận động viên Thể thao Thành tích Cao Đắk Lắk phải nói là một quá trình rất là gian nan, đòi hỏi phải có kế hoạch dài lâu và sự cố gắng của bản thân của các huấn luyện viên phụ trách các bộ môn cũng như là sự quyết tâm của từng vận động viên ở các môn. Bên cạnh đó là chúng ta cũng có thấy được vai trò rất là quan trọng từ ban giám đốc, các phòng chuyên môn tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Như thế thì chúng ta mới có thể đào tạo và rèn luyện ra cho những vận động viên ưu tú có thể phục vụ cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk. Một lần nữa thì xin thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như là quý khán giả đang xem đài, xin cảm ơn ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk, và ông Nay Tiểu Nam, Phó Phòng Đào tạo và Huấn luyện Trung tâm Huấn luyện Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk đã dành thời gian đến chương trình ngày hôm nay. Và xin kính chúc ba vị khách mời của chúng ta thật dồi dào sức khỏe và hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm nhiệm vụ của mình đang được đảm trách tại đơn vị. Xin cảm ơn ạ.